Đến đâu giờ mới có thể quên đi những câu chuyện mà ta đã trao. Đến bao giờ mới có thể yêu một người đến sau. Đến đâu giờ mới có thể quên đi những kỷ niệm mà ta đã qua. Và nếu hôm nay là ngày mà chúng ta đã rời xa, chỉ cần ai đó em biết dừng lại. Và nếu lấy em chỉ một phút giây, dù là có đúng hay sai, vẫn cứ yêu thêm một lần. Chừng cần nghĩ ngày, ngày dài vẫn thế, cứ thế trôi hỏi lạt mất nhau sao mình còn đi mãi. Nơi em đến sẽ là một nơi chẳng còn có đi. Đến đâu giờ mới có thể